nào cả nhà. Và nói chung là khi mà mặc cái mẫu áo phao này vào thì cảm giác rất là sang chảnh, như là kiểu cứ đứng đứng đạo dáng thôi. Cái mẫu áo phao này thì là một cái dạng áo phao lông vũ của Vea Fashion, và nó là một cái dáng rất rất là đẹp, rất là tiểu thư, chứ nó không phải là áo phao chỉ để giữ ấm nữa đó. Và đặc biệt là năm nay dự sẽ là một mùa đông rất là lạnh kéo dài, nên là không thể là lúc nào chúng ta cũng mặc một cái áo phao chỉ để ấm được, mà đôi khi còn phải đẹp nữa đúng không? Mẫu áo phao này thì là một cái mẫu áo phao với tông màu hồng đào, một cái màu rất là đẹp luôn và tôn da luôn này. Đấy, ngoài ra thì mọi người có thể thấy là từng cái phần phối chi tiết của nó, từ đai này cho đến túi cho đến cổ ấy, đều khá là có cái gì đấy rất là tiểu thư, rất là thanh lịch. Và cái dáng của em này thì nhìn như một cái váy dạ luôn này. Đó, như một cái váy dạ luôn. Nó rất là gọn ý, dù là phao nhưng rất là gọn. Phần đai thì cái phần khuy cũng khá là xinh, nó cũng nhỏ nhỏ xinh 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 thôi, thì nó không bị to quá ấy. Rất là thanh lịch, một bộ áo phao cực kỳ thanh lịch. Em này chúng ta sẽ có hai màu để mọi người lựa chọn nhé, màu hồng đào, ngoài ra thì còn có màu đen nữa, màu đen cũng rất là xinh đây. Đó, màu hồng đào này thì dành cho ai mà kiểu muốn mặc điệu điệu tiểu thư một chút, còn màu đen thì nó sẽ phù hợp với nhiều lứa tuổi hơn, những ai mà tầm 4, 5, 60 tuổi thì vẫn mặc được cái màu đen này.